án tử hình đầu tiên về tội tham nhũng làm trong sạch quân đội Việt Nam khiến triệu người xúc động. Mến chào quý vị đang đến với kênh sách Nói Minh Triết. Cách đây hơn 70 năm, vào ngày 4 tháng 5 năm 1950, tại vùng chiến khu Việt Bắc đã diễn ra một phiên tòa vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong dư luận xã hội thời điểm ấy. Đây là vụ án liên quan đến Trần Dụ Châu, nguyên là giám đốc nhà quân nhu, bị buộc tội biển thủ công quỹ và thực hiện nhiều hành vi đáng xấu hổ. Đây là vụ án chống tham nhũng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một sự kiện xét xử kịp thời, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đối phó với tham nhũng của chính quyền non trẻ dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bài học sâu sắc về việc kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng ở mọi thời điểm. Trần Dụ Châu đã chiếm đoạt bao nhiêu tài sản trong cuộc kháng chiến này? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xử lý nghiêm minh hành vi tham ô này như thế nào? Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhân dân được tận hưởng nền độc lập chưa lâu thì thực dân Pháp trở lại với âm mưu chiếm lại đất nước ta một lần nữa. Chính quyền cách mạng non trẻ cùng với quân đội và nhân dân buộc phải rời bỏ thủ đô Hà Nội để lên chiến khu Việt Bắc. Nhiều khó khăn, thiếu thốn đã đè nặng lên chính quyền và quân đội trong thời gian này. Trong khi quân Pháp gia tăng lực lượng từ năm 1946 đến đầu năm 1950, thế trận của ta chủ yếu là cầm cự và phòng ngự. Đây là giai đoạn mà quân đội gặp rất nhiều thiếu thốn về lương thực, thuốc men và đạn dược. Chính trong giai đoạn căng thẳng này đã xuất hiện những sĩ quan trong quân đội tha hóa, tham nhũng, sống hưởng thụ xa hoa trong khi các chiến sĩ nơi chiến trường phải chịu đói khát, thiếu quần áo ấm và những người bị thương không đủ thuốc men để điều trị. Những sĩ quan có chức quyền này đã bị đưa ra trước tòa án. Đây là một bài học kinh nghiệm sâu sắc về công tác đấu tranh chống tham nhũng, bất kể thời kỳ nào. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chi tiết của vụ án đặc biệt quan trọng trong thời chiến này. Chúng tôi xin được tóm tắt lại vụ án dựa trên những tài liệu trích dẫn. Vụ án này đã được luật sư phóng sự đăng liên tục trong 6 kỳ từ ngày 20 tháng 9 năm 1950 trên tờ báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Trung ương Mặt trận Liên Việt và Tổng bộ Việt Minh xuất bản hàng ngày, dưới sự biên tập của nhà báo Hồng Hà. Khi quân và dân đang tích cực hành quân lên Cao Bằng mở chiến dịch Lê Hồng Phong nhằm giải phóng vùng biên giới Việt Trung thì vào ngày 5 tháng 9 năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên, thủ đô của kháng chiến, Tòa án binh tối cao đã mở một phiên tòa đặc biệt xét xử một cựu đại tá quân đội, nguyên là cục trưởng cục quân nhu, với tội danh tham ô công quỹ, nhận hối lộ và làm tổn hại nghiêm trọng đến công cuộc kháng chiến. Người cựu đại tá ấy không ai khác chính là Trần Dụ Châu. Trần Dụ Châu sinh năm 1906 tại tỉnh Nghệ An. Khi mới 24 tuổi, ông bắt đầu làm thư ký cho tòa sứ Pháp, đồng thời viết báo. Đến năm 1932, ông chuyển sang làm nhân viên hỏa xa. Rồi vào năm 1945, ông đã đảm nhiệm vị trí kế toán cho quận Hỏa Xa Bắc Kỳ. Tháng 3 năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, Châu được bổ nhiệm làm trưởng phòng kế toán Hỏa Xa Bắc Trung Kỳ. Nhờ vào mối quan hệ với người Nhật, ông đã có được một kho vải tại huyện Đức Phong. Ông đã bán kho vải này và thu về một khoản tiền lớn, sau đó mua ngay một biệt thự tại Đà Lạt. Khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, Trần Dụ Châu đã tặng lại cho nhà nước một phần tài sản của mình và hoạt động trong Ủy ban Công sở Nha Hỏa Xa Việt Nam Dân Chủ, đồng thời tham gia vào Hội Công nhân Cứu Quốc Hỏa Xa. Châu được nhận xét là một người khôn khéo, tháo vát và rất năng động. Vào năm 1946, ông được chính quyền cách mạng giao nhiệm vụ thu gom hàng ngàn tấn gạo, muối từ Hà Đông vận chuyển lên chiến khu Việt Bắc để phục vụ quân đội. Nhờ thành tích xuất sắc trong việc cung cấp lương thực và quân trang cho bộ đội, một năm sau đó, ông được phong quân hàm đại tá và giữ chức giám đốc nhà quân nhu, chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất quân trang, đồng thời kiểm soát một lượng lớn tài sản. Từ đây, Trần Dụ Châu trở thành một nhân vật có chức quyền, nắm giữ hàng trăm triệu đồng nhưng lại không phải chịu sự kiểm tra sát sao. Với quyền lực trong tay, ông dần trở nên tha hóa, bộc lộ tính cách gian manh và trụy lạc. Châu còn lôi kéo Lê Sĩ Kiều, một người kém ông 10 tuổi, đồng hương miền Trung, để làm tay chân đắc lực. Cả Châu và Kiều đã gây ra hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, làm chấn động dư luận lúc bấy giờ. Châu biển thủ công quỹ một khoản tiền lớn là 57.99 đồng Việt Nam, khoảng 149 đô la Mỹ, cùng với nhiều tài sản khác trị giá 13.900 đồng Việt Nam. Cần lưu ý rằng, vào thời điểm đó, giá một cân gạo ở Thái Nguyên và Bắc Cạn chỉ khoảng 50 đồng.
trong khi mỗi chiến sĩ chỉ được cấp một lượng nhỏ gạo và số tiền ít ỏi hơn 10 đồng mỗi ngày để ăn uống. Lê Sĩ Kiểu, tay chân của Châu, cũng tham ô 1.500 tấm vải nội hóa trị giá 700.000 đồng và chiếm đoạt thêm 40.000 đồng. Kiểu còn lợi dụng chức vụ để tăng giá vải bán cho bộ đội, chiếm đoạt 560.000 đồng và 1.155 tấm vải trị giá 660.000 đồng. Trần Dụ Châu còn giả mạo con dấu của nhà quân nhu để cấp giấy tờ cho các thương buôn. Ông nhận hối lộ một khoản tiền lớn, sống xa hoa và thậm chí lợi dụng máu xương của nhân dân để hưởng thụ cuộc sống trụy lạc. Các kho tiếp liệu số 1, 4 và 10 thường xuyên phải nộp cho Châu tiền bạc, rượu, đồ hộp, hải sản khô, thuốc lá, quần áo mi và chăn len. Ông còn sử dụng quyền lực để tuyển chọn và sa thải nhân viên tùy ý, đồng thời sử dụng tiền từ hành vi tham ô và nhận hối lộ để thỏa mãn những thú vui cá nhân. Đội Chủy Châu không ngại dùng xe công để đưa đón cô gái đi chơi ở Bắc Cạn. Ông cũng có mối quan hệ tình ái với một nữ nhân viên xinh đẹp, người đã được bổ nhiệm làm bí thư văn phòng nhà quân nhu và sống cùng ông trong một ngôi nhà sang trọng. Cuốn nhật ký của người này khi được các điều tra viên thu giữ đã tiết lộ gần 100 bức ảnh lãng mạn chụp chung với Trần Dụ Châu. Vào thời điểm đó, thị trấn Củ Hành thuộc Phú Thọ là một nơi sầm uất, nơi tập trung nhiều nhà hàng sang trọng và các cửa hàng tiêu thụ hàng hóa ngoại nhập cùng với những dịch vụ giải trí xa hoa khác. Ở đây, cái tên Trần Dụ Châu nổi tiếng với lối sống phóng túng bởi mỗi lần ông về công tác ở Liên Khu 10, bao gồm các tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, ông đều tụ tập bạn bè trẻ, chén say sưa. Và tại chính thị trấn này, Trần Dụ Châu đã tổ chức một đám cưới xa hoa cho Bùi Minh Chân, trưởng ban bộ dịch của quân giới Liên Khu Việt Bắc. Đất nước đang nỗ lực chống lại kẻ thù xâm lược, thế nhưng các cán bộ cấp cao lại chìm đắm trong lối sống ăn chơi trụy lạc khiến lòng dân ngày càng dậy sóng bất mãn. Điều gì phải đến rồi cũng đến, đã có những bức thư tố cáo Trần Dụ Châu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Trong số đó, bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, đại biểu Quốc hội khóa 1, đặc biệt gây chú ý khi gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung bức thư như sau. Gần đây, Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân Nhu, đã gây ra nhiều dư luận bất bình trong anh em quân đội. Châu đã lợi dụng quyền lực của mình để ban phát trang phục, nhưng thực tế lại ăn bớt công quỹ. Mỗi lần cấp cho bộ đội, ông ta ăn bớt 2 tấc vải xô, khiến quân lính phải chật vật với bộ đồ không vừa vặn. Với áo chấn thủ, Châu còn ăn cắp bông lót và đội bao tải vào để che giấu sự thiếu thốn. Nhiều người đều biết điều này nhưng không dám lên tiếng. Nhà thơ chia sẻ rằng một lần, ông cùng đoàn nhà văn đi thăm bộ đội vừa trở về từ chiến trường đã không kìm được nước mắt trước cảnh tượng khốn khổ của các thương binh vì thiếu thuốc men và băng bột. Hầu như các chiến sĩ đều mặc rách, dưới chỉ còn lại đôi mắt và hàm răng, trong khi mùa đông thì lạnh thấu xương. Ở chiến khu, nước nóng cũng không thể làm ấm. Trần Dụ Châu đã mời ông dự tiệc cưới của cán bộ dưới quyền ngay tại chiến khu. Nhiều tờ báo đưa tin về sự kiện này diễn ra tại phố C, xã Trân Hưng, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi đồng bào thủ đô tản cư đã tạo dựng được một thị trường khá sầm uất. Trên những bàn tiệc dài rành rành được bày biện linh đình với đủ loại sơn hào hải vị như chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui cùng với rượu Tây, cốc thủy tinh sáng bóng, thuốc lá thơm hào hạng và hoa ngọc Hà Nội cũng được đưa đến kịp thời. Ban nhạc cảnh thân được mời từ khu 3 lên biểu diễn những bản nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu trong bộ quân phục đại tá, cưỡi ngựa hồng, súng lục và côn bắt xuất hiện trong buổi tiệc. Ông ta ngạo mạn mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ đọc thơ chúc mừng hôn lễ. Với lòng tự trọng của một đại biểu quốc hội, ông đã dũng cảm, thẳng thắn phát biểu thành thơ. Bữa tiệc cưới hôm nay được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ. Vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu đã ngang nhiên tát vào mặt nhà thơ và quát to, nói rằng ông đã nói dối. Nhà thơ tức giận bỏ ra ngoài và viết thư tố cáo lên Bác Hồ. Cũng thật trùng hợp, vào thời điểm bức thư của nhà thơ gửi đến Bác Hồ, trên báo Cứu Quốc có một bài báo về vấn đề tham nhũng với tiêu đề Ăn cắp hay buôn lậu, được phát hành trong số báo 1548 ra ngày 15 tháng 5 năm 1950. Nội dung bài báo cũng tương đồng với những gì mà nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã bộc bạch trong lá thư gửi cụ Hồ cùng với những chuyện mà ông đã chứng kiến trong đám cưới. Bài báo nguyên văn viết: đám cưới ông ấy sang quá. Đây là lời bàn tán của mọi người ở miền Úc Sơn trong thời gian gần đây. Chim, gà mổ ở mạn nước làm sao cả một khúc sông. Bữa tiệc này khéo léo được tổ chức vào đúng ngày lễ trọng đại, thu hút sự chú ý của đông đảo quan khách. Tiệc kéo dài theo kiểu Trung Quốc từ buổi chiều muộn đến tận gần sáng. Ngoài những món ăn Âu Á,
tiệc còn kèm theo những thứ xa hoa mà lâu ngày quan khách mong chờ như sâm panh, rượu chín xanh, rượu mạnh, rượu vang đỏ, bon né, thuốc lá trong hộp sắt đựng 50 điếu, bánh kẹo loại biscuit sang trọng, hoa quả như táo nhập khẩu và cam ngoại trái mùa. Đặc biệt nhất là bữa tiệc được chiếu sáng bởi gần cả trăm ngọn nến, sáng rực rỡ hơn cả thời bình ở thủ đô. Người ta đồn rằng đám cưới xa hoa này đã tiêu tốn tới 10 vạn bạc và chú rể đã lợi dụng địa vị của mình để tổ chức bữa tiệc hoành tráng. Họ được phép nhận đủ các món đồ xa xỉ từ tận thủ đô về. Ngay giữa cảnh đất nước đang khó khăn, người dân tự hỏi rằng họ đang ăn cắp hay buôn lậu mà có nhiều tiền như vậy. Chúng tôi yêu cầu chính quyền điều tra vụ này. Mãi sau, cái tên bí ẩn ký dưới bài báo ra ngày 15 tháng 5 năm 1950 trên báo Cứu Quốc mới được hé lộ. Tác giả là cụ Nguyễn Đình Tốn, quê ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tham gia cách mạng từ năm 1941. Gia đình cụ từng là cơ sở hoạt động cách mạng của nhiều đồng chí như Nguyễn Khai, Lê Liêm, Trần Sâm, Hoàng Quốc Việt. Sau cách mạng tháng 8, cụ được bổ nhiệm làm chánh văn phòng ủy ban lâm thời tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1955 đến khi nghỉ hưu, cụ làm việc tại Bộ Văn hóa và viết hàng chục bài báo có tiếng vang trên các báo lớn như Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng. Khoảng một tuần sau khi bài báo được đăng, công an đến thăm cụ Tốn để hỏi thăm về chi tiết đám cưới. Họ cũng đã đến tòa soạn để tìm ra tên thật và địa chỉ của ông. Sau đó, một công văn từ trưởng ty công an tỉnh đã mời ông Tốn lên để khai báo với tư cách nhân chứng về vụ việc. Cụ Tốn được đón tiếp rất lịch sự và ngủ lại một đêm. Sau khi đã viết vài trang tường thuật chi tiết về những gì mình mắt thấy tai nghe tại đám cưới, cô dâu ăn mặc lộng lẫy, áo gấm Thượng Hải màu nhạt, tay đeo vài ba chiếc nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc quý, đi giày công chúa. Chú rể diện bộ vest đắt tiền, tay đeo đồng hồ Longines tạo nên một cặp đôi vô cùng đẹp mắt. Trong bữa tiệc, những tiếng nổ bốp bốp của rượu sâm panh và rượu mạnh khiến quan khách giật mình. Món ăn trên bàn là chim, gà, vây cá, tôm và cua. Ban tổ chức đã thuê một đội đầu bếp tài ba từ Hà Nội về để chuẩn bị bữa tiệc xa hoa này với mức thù lao rất cao mỗi giờ. Các món ăn được thay đổi xen kẽ với các loại hoa quả quý như lê, táo Trung Quốc và bánh ngọt bodega. Thuốc lá toàn loại cao cấp. Quan khách vừa thưởng thức ẩm thực vừa nghe nhạc sống do đoàn Sức Long Tiên biểu diễn. Trưởng đoàn Alex đã được trả một khoản thù lao khá lớn cho đêm tiệc này. Ban tổ chức còn rất chu đáo khi phục vụ cà phê sữa vào nửa đêm giúp khách tỉnh táo để tiếp tục trò chuyện, hát hò, ngâm thơ và nghe nhạc đến tận 2 giờ sáng mới ra về. Trong bữa tiệc có một vụ xích mích xảy ra giữa nhà văn Đoàn Phú Tứ và một quan khách thân thiết với chú rể. Sáng hôm sau, ban tổ chức đã nhờ tôi tiêm penicillin cho vài người, trong đó có cả phụ nữ. Khi mang bữa sáng đến, tôi nhận thấy họ xì xào mời người này người khác ra ngoài. Tò mò, tôi giả vờ đi vệ sinh và nhìn qua khe cửa phát hiện ra họ đang thay phiên nhau hút thuốc phiện. Sau đó, tôi mới biết rằng vài người được tôi tiêm thuốc chính là những người mắc bệnh kín vì có quan hệ không đúng đắn. Rời khỏi tiệc, tôi cảm thấy nhức nhối nhận ra rằng đây là một ổ trụy lạc, tham ô, hủ hóa và bị những thế lực cao cấp che chở. Vì bất mãn, mấy ngày sau, tôi viết một bài báo gửi đến Cứu Quốc để phê phán vụ việc. Tôi viết theo lối châm biếm nhẹ nhàng nhưng tòa soạn đã sửa đổi tiêu đề thành ăn cắp hay buôn lậu. Chỉ vậy thôi mà dư luận Việt Bắc đã dậy sóng bàn luận về các nhân vật trong đám cưới mà báo Cứu Quốc miêu tả. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lá thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ cho Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng thanh tra quân đội. Bác xúc động nói, đây là lá thư của một nhà thơ gửi cho bác. Bác đã đọc kỹ và cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau đó, bác giao cho Thiếu tướng Bình chỉ đạo điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh. Ngay hôm sau, Tổng thanh tra quân đội Lê Thiết Hùng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để điều tra vụ tham ô của Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân Nhu, với sự tham dự của ông Xuân Thủy và nhà báo Hồng Hà. Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc lại bức thư, cả hội nghị chìm trong im lặng. Ông tiếp tục, bác yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng điều tra làm rõ từng chi tiết. Công tác thanh tra tại Cục Quân Nhu được tiến hành rất nghiêm túc. Các chứng cứ liên quan đều được thu thập đầy đủ. Các bằng chứng cho thấy Trần Dụ Châu là một kẻ gian manh, sa đọa, phản bội lòng tin của Đảng, của Bác, quân đội và nhân dân. Trước sự thật đau đớn này, bác Hồ kiên quyết nói, một cái nhọt dù đau nhưng cũng phải cắt bỏ, không thể để nó lan ra gây nguy hiểm. Trần Dụ Châu bị tước quân hàm đại tá theo lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bị Tòa án binh tối cao tuyên án tử hình.
hai đồng phạm của Châu, mỗi tên bị kết án 10 năm tù giam. Trần Dụ Châu sợ hãi trước sự nghiêm minh của pháp luật đã gửi đơn xin Chủ tịch Hồ Chí Minh tha tội chết. Trong cuộc gặp với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, bác xem xét lá đơn và chỉ ra một cây xoan đang héo, lá ngoạn đã khô héo, hỏi tại sao cây xoan này lại sắp chết. Đồng chí Ninh đáp, thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ to, chạy hết nhựa. Bác hỏi tiếp, thế theo chú muốn cứu cây phải làm gì? Đồng chí Ninh trả lời, thưa bác, phải bắt hết lũ sâu đó. Bác gật đầu, chú nói đúng. Đối với lũ sâu mọt đục khoét nhân dân cũng vậy. Nếu phải hy sinh một con sâu để cứu cả cánh rừng thì đó là việc cần làm và hơn nữa còn là việc làm nhân đạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tham ô và lãng phí như giặc ngoại xâm, kẻ thù của nhân dân. Bác nói, tham ô trộm cắp là tội ác không khác gì tội của bọn Việt gian mật thám. Chống tham ô, lãng phí và quan liêu là chống giặc trong lòng. Nếu chiến sĩ và nhân dân chỉ chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm thì chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bác bỏ đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu. Trong số đồng bọn của Châu, kẻ giúp sức đắc lực nhất là Lê Sĩ Kiều. Hắn sinh ra ở một tỉnh miền Trung, mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi. Khi 12 tuổi, hắn ra Bắc làm việc cho một nhà buôn Hoa Kiều ở Móng Cái. Sau đó tham gia buôn lậu thuốc phiện trên tuyến đường Móng Cái, Hải Phòng. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Kiều trở về quê hương làm công an. Nhưng chỉ một thời gian ngắn đã bị thải loại. Hắn quay lại miền Bắc khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Kiều gặp lại Trần Dụ Châu và được Châu giới thiệu vào làm việc tại Ban Vận tải Quân giới. Tuy nhiên, không lâu sau, Kiều lại bị sa thải và phải lên Cao Bằng tìm kế sinh nhai. Tháng 8 năm 1947, hắn gặp lại Châu và lần này được đưa vào Cục Quân Nhu làm nhân viên tiếp liệu. Nhờ sự bảo kê của Châu, hắn ngày càng lộng hành, tham ô, tiêu xài phung phí, thường xuyên lui tới các nhà hàng và tiệm hút ở Cao Bằng. Khi nghe tiếng xấu về Kiều, Châu nhanh chóng đưa hắn về lập ra một tổ chức mới mang tên Ban Thế Phẩm Đại và giao cho Kiều làm trưởng ban. Ban này chịu trách nhiệm cung cấp quần áo mùa đông cho bộ đội, nhưng thực chất đó chỉ là chiêu trò tham ô của Châu. Hắn chỉ đạo Kiều dùng 3/4 số tiền được cấp để buôn lậu. Khi Bộ Quốc phòng tiến hành điều tra, Lê Sĩ Kiều đã khai nhận tất cả. Mỗi lần mua vải cho Ban Thế Phẩm, Kiều đã tăng giá thêm 20 đến 25 đồng mỗi tấm để lấy tiền bỏ túi. Trong một chuyến mua vải MC và vải riêng, hắn đã kiếm được 50 vạn đồng. Khi giao vải cho cơ sở nhuộm, hắn cho xẻ đôi các tấm vải để tăng số lượng. Và khi nhận lại số vải đã nhuộm, hắn bỏ túi riêng 66 vạn đồng. Kiều còn lợi dụng việc giao hàng tận nơi mà không tính phí vận chuyển, nhưng lại báo cáo lên ban để lấy thêm tiền vận chuyển. Với những mánh khóe trên, hắn đã kiếm được 10 vạn đồng. Hắn còn làm giả con dấu của Cục Quân Nhu để cấp cho các thương lái buôn lậu và mỗi lần kiếm được 2 vạn đồng. Nhờ những thủ đoạn đó, Kiều nhanh chóng giàu lên từ những đồng tiền bất chính. Hắn phung phí tiền bạc và những thú vui xa hoa, sắm một chiếc thuyền lộng lẫy để cùng gia đình đi du ngoạn và tổ chức những buổi dạ tiệc sang trọng trên sông. Nhờ có Châu, hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa nên đã thường xuyên biếu xén Châu như một cách trả ơn, với tổng số tiền hối lộ lên tới khoảng 40 vạn đồng cùng nhiều tài sản giá trị khác. Trong cơ quan, các cán bộ và nhân viên gọi Châu là Châu Hồ vì sợ Châu như sợ cọp. Một số đảng viên trong đảng của Châu bức xúc trước thái độ kiêu ngạo và những hành vi bẩn thỉu của Châu. Họ không chịu để bị lôi kéo và đã mạnh dạn phê bình Châu. Có người vì thẳng thắn đã bị hắn đuổi ra khỏi cơ quan. Dù những lời đồn đại về Châu ngày càng lan rộng, nhưng hắn vẫn bình thản cho rằng đó chỉ là những lời nói xấu, soi mói từ lòng đố kỵ. Tối ngày 27 tháng 9 năm 1950, Châu gọi một nhân viên tay sai đến nhà mời rượu và ăn cơm. Sau đó, Châu yêu cầu nhân viên này viết một bức thư gửi Đại tướng Tổng Tư lệnh, cáo buộc rằng trong nội bộ Cục Quân Nhu có một tổ chức gây chia rẽ và phá hoại quân đội. Khi nghe tin Kiều bị bắt, Châu lập tức chạy đến Cục Quân Pháp để minh oan và xin cho Kiều được tự do. Châu còn báo cáo với Bộ Quốc phòng rằng, tôi xin đảm bảo rằng nhân viên Lê Sĩ Kiều không hề biển thủ một đồng nào. Tuy nhiên, đơn của Châu bị bác bỏ và Lê Sĩ Kiều tiếp tục khai báo với ban kiểm tra rằng mình đã được Đại tá Châu hậu thuẫn và bảo kê, vì vậy không sợ hãi gì. Ngày 5 tháng 10 năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên, Tòa án binh tối cao mở phiên tòa đặc biệt để xét xử vụ tham ô gây chấn động của Trần Dụ Châu và đồng bọn. Chưa đến giờ khai mạc,
bên trong và ngoài tòa đã đông nghẹt người. Đúng 8 giờ sáng, đại diện chính phủ, quân đội và tòa án binh tối cao đã có mặt đi giữa hàng giao nghiêm chỉnh của các binh sĩ. Thiếu tướng Trung Văn Tấn ngồi ghế chánh án giữa hai hội thẩm là ông Phạm Học Hải, giám đốc tư pháp liên khu Việt Bắc và ông Trần Tấn, phó cục trưởng cục quân nhu. Thiếu tướng Trần Tử Bình, đại diện chính phủ, ngồi ở ghế công tố viên. Tham dự phiên tòa còn có các đồng chí cán bộ đại diện quân đội, các đoàn thể nhân dân và nhiều nhà báo đến để đưa tin về vụ án lớn. Khi tiếng gọi các bị cáo vang lên, bị cáo Lê Sĩ Kiều vắng mặt vì bệnh nặng. Trần Dụ Châu bước ra trước với gương mặt ngựa nhưng vẫn thản nhiên kể về những công lao và thành tích của mình, cho rằng sai phạm là do cấp dưới gây ra, còn mình thì không thể kiểm soát hết được. Thiếu tướng Trần Tử Bình, công tố viên đại diện chính phủ, đứng lên đọc bản cáo trạng, khẳng định việc phạm pháp của Trần Dụ Châu diễn ra tại Việt Bắc, nơi mà nền độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thai nghén, đã làm vần đục thủ đô kháng chiến. Thiếu tướng Bình nhấn mạnh rằng, để làm gương cho cán bộ và nhân dân, để cảnh báo những kẻ đang mưu tính việc chiếm đoạt tài sản của chính phủ, những kẻ bày ra đủ trò gian lận, để loại trừ hết những kẻ sâu mọt, tham ô, phải xử lý nghiêm khắc. Ông yêu cầu tòa án tuyên án tử hình đối với Trần Dụ Châu, tịch thu 3/4 tài sản và tịch thu toàn bộ những vật hối lộ trái phép. Ngoài ra, Châu còn bị phạt gấp đôi giá trị của những vật hối lộ và tài sản biển thủ. Nghe xong, Trần Dụ Châu tái mét, giọng run rẩy xin tòa khoan hồng. Sau đó, Thiếu tướng Trần Văn Trà tuyên bố tạm dừng phiên tòa để nghị án 15 phút. Sau khi phiên tòa tiếp tục diễn ra, Thiếu tướng Trần Tử Bình trang trọng đọc công lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh, xác nhận quân hàm đại tá của Trần Dụ Châu đã bị tước bỏ. Tiếp đó, Thiếu tướng Trần Văn Trà đứng lên tuyên đọc bản án nghiêm khắc. Trần Dụ Châu bị buộc tội tham ô công quỹ, nhận hối lộ và phá hoại cuộc kháng chiến, bị kết án tử hình cùng với việc tịch thu 3/4 tài sản. Lê Sĩ Kiều bị buộc tội tham ô công quỹ, thông đồng với các nhóm buôn lậu và giả mạo giấy tờ, cũng bị kết án tử hình vắng mặt. Đúng 6 giờ chiều ngày hôm sau, Trần Dụ Châu bị đưa ra pháp trường để thi hành án, trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Tư pháp, lực lượng công an, cục quân nhu và một số cơ quan khác. Cái chết đầy ô nhục của Trần Dụ Châu đã trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những kẻ âm thầm bòn rút ngân khố quốc gia và lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Pháp luật phải nghiêm khắc vạch trần và trừng trị những kẻ tham ô, lãng phí mà không chút khoan nhượng. Sau vụ án của Trần Dụ Châu, trong phiên họp Hội đồng Chính phủ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở trong bài phát biểu kết luận của mình rằng khi chọn người phải xem cả tài cả đức, đặc biệt chú trọng đến tư tưởng. Nếu cán bộ có lòng thương dân và biết quý trọng của cải của dân thì những sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra. Đồng thời phải chú trọng việc giáo dục, cải tạo và kiểm tra cán bộ. Vụ án đã qua hơn 70 năm, nhưng tính thời sự về sự nghiêm minh của pháp luật vẫn giữ nguyên giá trị. Việc thanh tra làm rõ tội trạng của Trần Dụ Châu trong phiên tòa đã gây chấn động trong quân đội và nhân dân, củng cố niềm tin vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vụ án tham nhũng của Trần Dụ Châu là một trong những sự kiện nổi tiếng, gây rúng động dư luận và lòng dân vào những năm 50 của thế kỷ trước. Trong khi cả nước đang dốc hết sức lực, tài sản và máu xương để kháng chiến chống Pháp, thì Trần Dụ Châu và đồng bọn của hắn, với thái độ hống hách và bất nhân, không hề tỏ ra đồng cảm với cảnh đất nước khó khăn, nhân dân đói khổ và quân đội thiếu thốn, mà lại ngang nhiên bày ra những mưu mô nhơ bẩn để tham nhũng tiền của nhân dân. Tuy nhiên, sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật đã buộc những kẻ tham nhũng vô lương tâm như hắn phải trả giá xứng đáng trước công lý. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử Việt Nam, không thể phủ nhận rằng luôn có những hiền tài xuất sắc, những nhân vật ưu tú đã đóng góp công sức cho đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ vì lợi ích cá nhân, vì lòng tham mà sẵn sàng bán nước cầu vinh, trở thành những con sâu mọt đục khoét sức lực và tài sản của nhân dân. Một trong những trường hợp điển hình cho sự tha hóa đó chính là Trần Dụ Châu, một tên quan tham đã phạm phải những tội ác nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân. Việc xét xử và xử hình Trần Dụ Châu không chỉ là một hành động mang tính pháp lý mà còn thể hiện tư tưởng công bằng, minh bạch và quyết tâm kiên quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã nhìn nhận một cách thấu đáo rằng, để xây dựng một xã hội công bằng, phải kiên quyết trừng trị những kẻ tham ô, những kẻ lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Điều này không chỉ là một biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản của nhân dân,
mà còn là một bài học quý giá cho những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Bác Hồ từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm người phải tìm cả tài lẫn đức, và điều này thể hiện rõ trong cách người xử lý vụ việc Trần Dụ Châu. Chúng ta không chỉ cần những người có tài năng mà còn cần những người có tâm, có đức để phục vụ nhân dân và đất nước. Lời cảnh tỉnh này vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện tại, khi mà đất nước đang phải đối mặt với không ít thách thức từ những kẻ tham nhũng, lợi dụng chức quyền để trục lợi. Trên thực tế, những vụ việc tham nhũng hiện nay vẫn đang diễn ra và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền. Vì vậy, bài học từ vụ án Trần Dụ Châu không chỉ mang tính lịch sử mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho tất cả chúng ta rằng sự nghiêm minh của pháp luật là yếu tố cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhân dân và xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. Chúng ta, những người yêu nước, cần phải tiếp tục đấu tranh chống lại những hành vi tham nhũng, vạch trần những kẻ lén lút đục khoét tài sản của nhân dân. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được một tương lai tươi sáng cho đất nước, một tương lai mà trong đó mọi người đều có cơ hội phát triển bình đẳng và sống trong hòa bình, thịnh vượng. Trong bối cảnh chiến tranh, khi đất nước đang đối mặt với vô vàn khó khăn, hành vi tham nhũng và biển thủ tài sản quốc gia như của Trần Dụ Châu không chỉ gây thiệt hại cho quân đội mà còn làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Phiên tòa xử lý Trần Dụ Châu là một bước đi mạnh mẽ, thể hiện sự quyết liệt của chính phủ đối với những kẻ lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân, ngay khi đất nước đứng trước nguy cơ lớn từ ngoại xâm. Việc xử lý nghiêm minh này gửi thông điệp rõ ràng rằng không ai, dù ở vị trí nào, có thể đứng ngoài luật pháp hoặc lợi dụng hoàn cảnh để tham nhũng, dù trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc kháng chiến. Hành động này của chính quyền cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện một lập trường kiên định và minh bạch trong việc chống tham nhũng, bảo vệ lợi ích quốc gia và sự công bằng xã hội. Điều này không chỉ giúp củng cố lòng tin của nhân dân mà còn truyền tải một bài học sâu sắc về sự đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm, đặc biệt trong những thời kỳ khắc nghiệt. Quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng đã được thể hiện qua vụ án, nhấn mạnh rằng mọi hành vi sai trái, đặc biệt là những hành vi làm tổn hại đến công cuộc kháng chiến, sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Việc xử lý các quan tham nhũng, đặc biệt là thông qua hình thức xử án nghiêm minh, chắc chắn là một vấn đề đáng được bàn luận. Trong quá khứ, nhiều quốc gia đã lựa chọn biện pháp này như một cách để răn đe và tạo niềm tin nơi người dân rằng pháp luật sẽ được thực thi công bằng, không có vùng cấm. Chúng ta không thể phủ nhận rằng tham nhũng đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội, làm suy yếu lòng tin của nhân dân vào các cơ quan nhà nước và gây cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ để xử lý tham nhũng, kể cả hình thức xử lý nghiêm khắc như án tử hình, có thể xem là một cách để lập lại trật tự, khôi phục lòng tin. Tuy nhiên, việc này cũng cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng và minh bạch. Những người bị xử án cần phải được đảm bảo quyền lợi pháp lý và quá trình điều tra cũng như xét xử cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bởi vì nếu không, việc xử án có thể bị coi là một hình thức trả thù hoặc không công bằng, từ đó làm giảm đi ý nghĩa của việc răn đe. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, để giải quyết vấn đề tham nhũng một cách hiệu quả, chỉ việc xử lý hình sự không thôi là chưa đủ. Cần phải kết hợp với các biện pháp khác như giáo dục, cải cách thể chế, tăng cường giám sát và minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chỉ khi tạo ra một môi trường không có chỗ cho tham nhũng phát triển thì những hành động xử lý tham nhũng mới thực sự có ý nghĩa. Cuối cùng, việc xử lý một vài vị quan tham nhũng có thể là một cách để răn đe, nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống pháp luật vững mạnh, nơi mà mọi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hy vọng xây dựng một xã hội công bằng và văn minh hơn.